Hello, welcome to my channel. Game Report. Hôm nay mình chơi 8 trò đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Thì chỉ là cái trò Happy Crack. Nhà rô thôi. Chúng ta đang ở xem có bật mạng nhỉ. Ô may quá. Mình đang ở màn số 8. Chào. Chơi đi chơi mãi chơi cuối cùng nó lại về cái màn này. Ở một cái cấp độ khác à. Đây thì không còn là trên trái đất nữa. Mình đang chơi cấp độ 8 ở trên một hành tinh khác. Đó. Chia đều cho hai cốc luôn này. Ôi, chặn 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 xong. Ồ mày vãi. Vẫn được bà sao. Next tiếp này. Ui giời, suýt thôi. Suýt quảng cáo. Rồi, chúng ta đến màn tiếp theo. Chết cái màn nó dễ này mà cũng không qua được à. Tới thôi. Đấy nhá, cái trò này là có update phiên bản Halloween nhá. Có những quả bí ngô này. Đấy, bí ngô nó hơi mờ một tí thôi. Nhưng mà thế là update rồi. Dễ vãi. Ôi trời, vẽ thừa quá. Cả cái chỗ này vẽ ngắn thôi. Quái tay quá thì vẽ một phát hết cả mực luôn. Đấy vẽ này thôi. Next tiếp này. Cái màu nước của mình chọn cái màu nước xanh mãi rồi. Tí mình chọn cái màu khác. Chọn sang cái màu hồng à. Màu tím, màu tím mộng mơ. Chết thật, cái này làm kiểu gì đây? À đây. Mình sẽ vẽ như này. Hai dòng nước sẽ đổ vào vào đúng cái điểm lõm này. Mấy màn đầu này dễ lắm. Ô, ô, ô mực đâu? Ê, rồi mực rồi. Tiếp thì trên này. Rồi. Lỗi. Thỉnh thoảng cái máy này nó hay bị lỗi. Mình sẽ xây theo cái kiến trúc của cái này luôn. Thấy chưa? Ta sẽ mở cái màn 20. Dại rồi. Có chuẩn xác. Mình sẽ sang cái trò tiếp theo. Đó chính là cái trò Mario đua xe này. Wow. Lúc sáng mình đua xong mấy cái màn này. Còn cái màn cuối này. Đua giam bot này. Chúng ta sẽ vào đua mấy con bot này. Con bot này nhìn xấu thế. Wow. Chê nó, mình lại là bot. Ôi, 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 ôi. Cái con bot này là con bot rùa. Nhưng mà nó thuộc dạng là rùa đá sao ấy. Nhìn đen đen xì xì. Đúng, thuộc dạng rùa đá rồi. Ôi, ra đây cái bầu trời nó trong xanh này. Ở trong cái hang tối mù tối mịt nhìn cái gì nữa. Ôi. Ở đây vào hang động này. Đây là do cái màu game trong hang động nó thế chứ không phải là do cái máy quay mình chất lượng nó xấu đâu. Ủa, nước nước nước. Ở, ăn mấy cái nước này. À, chúng ta phải nhảy. Nhảy cùng con boss này. Mới hoàn thành được cái nhiệm vụ. Đu dăm bót mà. Đây là trong cái công viên. Công viên kỷ Jura. Toàn là khủng long thôi. Ồ
Đây, nhảy nhảy nhảy. Ui, xong rồi này. Ngắn quá, đua có 2 phút rồi xong. Ta nhảy được khá nhiều. Thế này là mình sang trò tiếp theo. Mình sẽ chơi cái trò Bendy Run. Bắt đầu nào. Đơ quá. Rồi, chúng ta đã vào trong cái giao diện game này. Go. Ô, âm nhạc đâu? Tại sao không có âm thanh này? Top bắt. One. Go. Mất cả âm thanh luôn rồi. Bây giờ mình sang trò Bendy Run. Trò này phải quay lỗi về quay lại. Cho nên để đây một game khá là nhẹ. Cái đồ họa thì có mỗi 2 cái màu. Tác giả đang làm game này thế là bận cái việc gì đó quên không tô màu rồi. Không có màu. Con boss này có cái chỉ số máu là 42. Rất là cao. Tức là chúng ta phải ăn khoảng chục một mười cái cục sắt to lên đèn ấy, ném thì nó mới chết được. Mà cái xác suất ngẫu nhiên mà xuất hiện cái cục sắt này ít lắm, cứ vu va vu vơ nào lại thắng hơn chơi mà tính toán thì chả thắng. Ô đâu chết rồi, tụi ấy đấm 2 cái viên đạn nó rồi. Nó giải bom nhiều như B-52. Kìa có một tên tay đầy tớ của nó này. Mình sẽ ném cho một hoàn gạch vào mồm nó. Nó xỉu rồi. Còn con nào giờ mang nốt ra đây. Bọn này nó không yên tâm vì mấy cái tay thằng tay sai của nó. Đích thân nó ra nó đuổi mình luôn. Tụi nó cho toàn gạch này, không cho cục sắt nào cả. Ăn được mấy cái cục sắt to. Đây là cục sắt to này. Ô phí quá. Ô thôi chết rồi. Mình lại đi vào cái đường mưa bay đạn lạc của nó rồi. Thôi không sao. Mình sang cái trò chơi tiếp theo. Super Mario Run này. Ở đây chính là cái giao diện game. Mình sẽ vào cái màn remix. Buông vào một tấm vé. Chạy 10 vòng liền. Ủa may quá. Bá phát ăn được ngay cái ngôi sao này. Ăn được ngôi sao này đỡ bao việc luôn đấy. Ủa thôi hết rồi, hết rồi. Tiếc chưa kìa. À bạn ý mà trèo lên kia phải đỡ phải mất việc không? Ta sang màn thứ tư. Ủa thôi xong rồi. May quá cái màn này lại bù cho cái màn trước. Bàn trước trả được đồng nào, mà này được 3 đồng liền. Đó. Mình vừa dẫm vào một cái công tắc xong. Thế là cơ hội nó mở ra. Toàn perfect.
Ngon rồi. Ủa cái mặt này toàn răng cưa, lần nào vào đây cũng chết này. Vào đây toàn bị dẹo rồi. Ôi ôi ôi, ôi mày vãi. Ôi ôi ôi. Xin này rơi xuống xuống cái vực này. Vâng, màn 10, màn cuối cùng của chúng ta. Mình sẽ kết thúc để sang một cái series game khác. Ủa thời gian rồi. Cứ tưởng dưới có thêm một cái bậc thềm nào nữa. Đó chính là Mario. Mình sẽ sang cái trò... trò gì bây giờ? Trò Sonic, Sonic Dash. Mình cứ tưởng là hết trò chơi nhưng đằng sau còn rất là nhiều luôn. Ủa? À đâu rồi, đâu rồi. Chúng ta hãy cùng Sonic đi trong núi Phú Sĩ. Mình đang đi trên núi Phú Sĩ đây, đẹp. Ồ, cái máy này hết cái sự kiện Halloween rồi. Ngày mai mới hết cơ mà. Tôi chết rồi. Ủa từ nãy đi toàn sang cái địa hình trắng phá thôi. Bảo cho sang cái địa hình đồng cỏ hay đi cho dịu mắt thế. Lại núi Phú Chí. À cái địa hình này trắng phau phau lên. Bao giờ mình mới vượt sang những cái màn tiếp theo của lầu trừ chỗ này lâu lắm. Trừ mấy năm rồi đâu được qua được đâu. Ồ đây chính là cái con boss này. Còn boss này là chuyên gia tạo chất nổ và pháo sáng. Kiếp 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 kiếp. Đúng là nhà giàu khác nó bắn liên tục ra. Toàn vũ khí hạng nặng bắn liên tục. Ủa lên lên lên. Bay lên. Mình sẽ đốt cháy bỏ hai cái động cơ con xe con bot này. Hỏng cái động cơ này thì có nằm dưới chứ làm sao mà bay được. Xong rồi, xong rồi. Tên này là... Đấy, quay chưa? À, mình còn bay được ở trên không luôn. Wow, liên tục tốc độ cao, đúng là Sonic kiểu khác. Tốc độ của ánh sáng luôn. Đợt trước có cái phim Sonic để chiếu ở trên rạp nhưng mà quên không đi xem mà. Nhà bao việc không xem được. Sonic chiếu rồi chứ. Làm lại. Lại làm lại. Hôm trước có cái chai lờ đấy mà. Ôi, cứ tưởng là chiếu rồi mà chưa chiếu. Ôi, tiếc quá. Thế lần nào lại xem lại vậy. Hoảng rồi. Mình sẽ sang cái game tiếp theo. Đó là trò Planet Zombie. Tên này tèn. Rồi, chúng ta vào xem có cái sự kiện gì không.
Vẫn là cái sự kiện là mấy quả bí ngô xanh này. Ui, vào rồi, vào rồi. Mình sẽ bố trí mấy quả bí ngô ngay đây, chặn đầu luôn mấy cái con boss này. À, con zombie này. Đấy. Đấy nào được. Thôi xong rồi. Cái đội hình zombie của mình rất là đội hình cây của mình rất là mạnh luôn. Chết rồi. Mấy con kia nó ăn hết rồi. Ủa, trời, tay phải nhanh hơn não rồi. Bấm linh tinh loạn xạ lên thì mới có khả năng là chiến thắng rồi. Mấy cái nấm này nó chất lượng kém quá. Không là mấy cái nấm này chất lượng không? Không có ca tốt lắm. Sát thương kẻ ít quá. Không được đam to như mấy cái cây ấy này. Mấy cây bí ngô này. Ồ, hãy thắp sáng lên. Thắp sáng lên cái màn hình này bằng những ngọn lửa xanh. Ồ, bấm loạn xì nhặng lên luôn. Chả biết đâu là mà lần bấm loạn xì nhặng lên. Lửa liên tục là thiêu đốt nhưng mà không ăn thua. À, hãy thắp sáng lên nào. À, cái tay mình hoạt động liên tục luôn. Ô, rồi rồi rồi. Cái con zombie to nhất bản đồ của nó đã bị tiêu diệt rồi. Thì không việc gì mà phải lo. Ô, cái con này khỏe thế. Con zombie có cái bộ trang phục của khủng long này này. Nó đang cắn cái củ gì đấy. Quả này biết cái tên này. Cái này là mình sẽ sang game gần cuối cùng. Đó chính là cái chờ Red Ball. Giao diện game đã được toang ra rồi. Mình sẽ chọn một cái quả. Quả nào bây giờ? Soccer ball. Đúng rồi. Chúng ta sẽ đi trong màn 71. À. Khiếp. Chỉ một cái gai con bot nó bắn ra mà làm mình tụt hai vạch máu liền. Sát thương gọi là rất là cao. Kệ. Không sao cả. Chúng ta vẫn đi thẳng tiến về phía trước. Thúc tiếp màn 72. Màn 72 này cộng 1 là thành 73 này. Ui dồi ôi, ui ui ui, cái gai của con boss kia nó nổ nó văng kinh không? Như bao giờ chưa bao giờ được văng. Một pha lừa tình con boss này nổ tung này. Đó. Cái màn này mình đã chơi đi chơi lại khoảng mấy nghìn lần nhưng mà vẫn cảm thấy nó khó. Ui dồi ôi, may quá. Ui dồi, suýt chết. Bấm nhầm cái nút rồi suýt chết.
tiến lên. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Tin chưa? Mình đang đến cái màn gần cuối cùng. Màn này chết thì thôi. Ôi trời, toang rồi. Mình đi sang trò cuối cùng. Helgrim. Trò này là trò leo đồi 2. Wow, cái không gian nó mở ra rồi. Trong này có một cái sự kiện. Hiện tại mình đang xếp một cái thứ hạng rất là cao. Vào chơi luôn. Ô, mình xếp thứ hai này. Nhìn này. Hoành tráng chưa? Sự kiện này là sự kiện Halloween. Chúng ta chỉ có 2 phút thôi. 2 phút để bắt đầu và kết thúc. Ui. Chết thật kì. Ôi. Cho heo cream đấy. Heo kèm leo đuổi 2 đấy. Không hiểu sao nãy đang đua mà tự nhiên lại sắp mặt này. Ok, hóa ra cái dốc này có một cái quả lửa ở đây. Wow. Xe mình cùi quá, không được ngon như mấy cái tay kia. Mấy tay kia phóng gầm mầm mầm ấy. Ôi. Phải nâng cấp xe được tại cái chỗ này, cái chỗ hiểm này.